Các dịch vụ vận chuyển qua kiển ở làng Qua khá phong phú, nhưng phổ biến nhất là xe kéo và xe ba gác. Đối với dịch vụ xe kéo, tùy vào đoạn đường dài ngắn mà chi phí vận chuyển mỗi chuyến từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng. Đối với xe ba gác thì vận chuyển qua nhiều hơn nên giá cũng cao hơn, từ 150 đến 300.000 đồng một chuyến, tùy vào độ dài của đoạn đường vận chuyển. Trung bình mỗi ngày, mỗi chủ xe mang về thu nhập từ 500 đến 1 triệu đồng. Do thời điểm này đang vào cao điểm của vụ qua Tết, nên các chủ vườn thường đặt trước với các chủ xe để việc vận chuyển được nhanh hơn.